Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ thì truyền hình thì rất có nhiều kênh, và mỗi kênh thì có rất nhiều chương trình. Riêng chương trình Người Kể Chuyện Đời được phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên BTV, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Tôi là Trung Dân. Khách mời ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Bảo Khương. Dạ, chào anh. Chào Trung Dân. Nghệ sĩ Bảo Khương, người nghệ sĩ khán giả quen mặt nhưng không nhớ tên. Những dòng tư liệu về ông thực sự ít ỏi khi chúng tôi tìm hiểu về nhân vật này. Ông sinh ra và lớn lên tại mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được sự dìu dắt của người cậu là nghệ sĩ cải lương Thanh Tú, có một bước đệm vững chắc. Nhưng đối với chàng trai ấy, sự nghiệp nghệ thuật cũng không hề dễ dàng. Bắt đầu công việc kéo các micro các sân khấu cải lương lớn nhỏ, tay trống, tay keo, vân vân. Bất chấp lăn lộn với những công việc khuôn vác đạo cụ, với niềm đam mê to lớn là một ngày sẽ được hát trên sân khấu. Mặc dù là người thành phố, nhưng con đường nghệ thuật gắn bó hầu hết với cái đàn cải lương lục tỉnh Nam Kỳ. Có những lúc đói, có những lúc khổ, có cả những khi không có việc làm, phải đi chạy xích lô thuê, nuôi ngọn lửa bám đuổi nghệ thuật. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp. Anh lúc này sức khỏe làm sao anh Khương? Sức khỏe thì có ok, cũng tốt. Tại vì anh đang tập rim. Tập rim. Em nghĩ là cái vấn đề mà tập tạ, tập cái đó là phải dành cho những người trẻ mà anh... Cũng thấy là bây giờ lớn tuổi, anh em mình lớn tuổi rồi. Mà nếu mà không tập thì tự nhiên bây giờ nó sẽ càng ngày nó càng xuống. Cái lớn tuổi anh em mình là phải cần sức khỏe. Em thấy anh tập thấy chưa? Đó, bên này thấy chưa? Đó, ok không đó? Đó, đây này con chuột à. Đó, chuột ngoài dài bữa. Nó thôi, nó trong hang thôi. Cái chuột đồng nó bự hơn. Không, bây giờ con chuột anh tập dài bữa thành chồn. Nó chạy, có sức khỏe là tốt nè, phải đúng không? Vậy sức khỏe anh là ok. Ok à, gia đình anh, em biết là có rất nhiều người theo cái nghề biểu diễn sân khấu, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Phải nói đầu tiên là cái người vào nghề trước là đó là nghệ sĩ Thanh Tú cải lương. Dạ, chú Thanh Tú. Cậu anh vào nghề như là 1940 mấy, 50 gì đó. Nhưng mà ngày xưa nha, thật sự mà nói, anh kể vô cuộc đời của cậu anh với mẹ anh, em thấy ngày xưa là nghèo đến mức độ mẹ mới coi những bộ phim giống như là Đất Phương Nam hay là Người Bình Xuyên vậy đó, là ông ngoại bà ngoại ở trong ruộng đó, chứ không phải là được ở ngoài cô đê đi nhỏ vô, nhưng mà nhà được mà nhà mướn đó. Là tá điền phải không? À, là tá điền đó. Không có ruộng luôn á, mà nhà mướn luôn. Có nghĩa là tối 12 giờ đêm mẹ anh phải cầm cái đèn dầu nhỏ đi mót lúa đem về. Chứ đâu có lúa đâu ăn. Tại sao mót ban ngày mà mót ban đêm? Ban ngày người ta la. Phải đợi 12 giờ đêm người ta ngủ hết mới ra mót. Nó mới hột nhỏ 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 nhỏ. Được rổ, một lon gì là về nấu cơm ăn được đâu. Mẹ anh kể cho nghe. Đi học là học lớp mà người ta tình thương. Không phải là bây giờ mình dùng tình thương, chứ hồi xưa cái lớp diễn biết là trang miễn phí hay gì đó. Nó cái lớp kia bình dân học vụ á, hoặc là cái lớp xó mù chữ. Năm 40 hay gì đó. Em có tin là mẹ anh 15 tuổi mà không có đồ bằng không? Ủa trời. Ở trên đây là lá chuối, là con gái nha, 15, 16 tuổi rồi nha. Nhưng bằng lá chuối. Ở dưới này là cái quần bao bố mà bao bố gạo mà cái chỉ xanh á. Biết à? Là mẹ anh với cậu anh chỉ có được cái quần xà lỏng thôi. Mẹ đi học thì cậu ở nhà, ông không có bằng đồ. Cậu đi học mà mẹ mới đắp lá chuối. Còn cậu chỉ bằng cái quần bao bố xà lỏng với ở trần không? Là Thanh Tú. Nhưng mà ông có cái máu mê hát nè. Mà được cái ông ngoại á, biết cái đàn kềm. Rồi có cái sông lan ai cho, không biết ông xin của ai là ai thương cho. Ông mới dạy cho cậu anh hát. Ông ăn nguyên cái đầu cái đờn kìm hoài. Tăng 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 chặt cái chọt vô cái mỏ. Tăng 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 chọt vô cái mỏ. Vậy mà hát từ đó dạy cho hát cho nên. Thế thậm chí mà lên tới sau này lên thành phố, học thêm mấy ông thầy nữa mới được bắt Nam Châu á, dẫn dắt đi hát. Mới vô tới từ Ánh Chiêu Dương rồi Tân Hoa Lan rồi gì đó. Rồi mới về tới Thanh Minh hát chung với Thanh Nga với Thanh Được. Nên một cái gian khổ dễ sợ. Rồi sau này còn được một đứa cháu nữa, là con của bà chị ruột anh, là diễn viên Hùng Thuận đó, đóng Đất Phương Nam đó, là cháu ruột anh. Rồi tới cháu nó là hết rồi, không có ai theo nữa. Giờ con anh? Con anh giờ làm như nó có mê cái nghề của mình em ơi. Dạ. Nó không có thích. Rồi cái cuộc đời của anh, cái lúc mà anh mới bắt đầu vô nghề vậy là chú Thanh Tú là cái người giới thiệu anh. Cái cơ may mà anh được bước vào cái nghệ thuật là năm 1972. À, lúc đó cậu anh đã đóng phim nhiều rồi, cũng đóng Chiều Kỷ Niệm với Thẩm Thế Hằng nè, Chống Mái với Mộng Tuyền nè, rồi Lan Gia Điệp với Thanh Nga nè, thì cậu anh mới có tiền mới thành lập ra một cái đoàn cải lương, cái bản hiệu là Kim Tinh 1972. Cái chánh thì có Thanh Tú, Thanh Hải, Hoàng Long là chồng của cô Kim Ngọc ngày xưa đó,
Hà Vũ Tân. Ừ. Nghe không? Còn giọng ca đọc không? Ừ, bốn người chơi. Còn bên cái đọc thì có bác Ba Hoàng Giang, chú Diệp Lan, Thanh Hiệp. Còn bên cái dàn đào đó, Ngọc Dào, Hồng Nga, Trang Bích Liễu. Ồ. Đó là cái dàn dàn đào. Còn dàn hề là Kim Quang Tư Độn. Còn cái dàn mà kéo âm thanh đó là anh. Còn cái dàn mà kéo âm thanh đó là anh. Anh kéo âm thanh. À, hồi xưa là micro không được cầm, micro giúp không có đeo trong người. Đúng rồi. À, micro ở trên vậy nè, rồi để gần cái miệng của người diễn. Để cái miệng làm bị đuổi đi. Yeah, để trên nè. Đúng chỗ này luôn nha. Dạ. Yeah. Thì khi mà họ ca thì nó cộng hưởng âm thanh. Nhưng cái kiểu kéo cái này không phải là dễ kéo nha anh. Đúng. Không kéo vô mỏ người ta. Đúng rồi. Nó vô mắt người ta. Đúng rồi. Anh vừa kể Trung Dân nghe là đi đoàn Kim Tinh á. Nhưng mà cơ duyên nào tự nhiên anh được đi mới mắc cười. Anh bị có cái máu sẵn rồi. Mà đang học lớp 5 thì anh mới năn nỉ thì bà già đi theo. Thằng nấu cơm diễn viên ăn. Thì anh nói mẹ cậu Út cho con đi xin đi theo. Đâu cái lương người lớn không mà con mới 12 rồi 13 tuổi là anh gì. Mà anh rất là không có ngủ được đi xin theo. Nhưng mà vô tình làm như là tổn thương anh cho anh ngộ lắm. Anh đang đi coi cái xiếc Trung Quốc mà năm 1972 là diễn tại Quốc Thanh mà nó để cái tượng mà là hoàng tử không trung á, lộn mèo rớt xuống cái lưới đúng không? Còn hay lắm. Thì coi xong vô tình đi bộ về, cứ tới chỗ đường Nguyễn Cảnh Trân, không biết ở đâu có cái bóp ở đâu hay đó. Cái thời điểm đó mà trong cái bóp nó được 6.500, 6 tờ 1.000 con voi với một tờ con cọp 500. Anh muốn xỉu luôn tại vì anh đi học có 5 đồng. Mà ở đâu mà tôi có 6.500. Thì anh cầm về thì cũng từ cái thời điểm đó em biết mà 8 giờ là tới thui à, người ta vô nhà ngủ hết trơn rồi. Cái mày nói bây giờ cậu ơi cho con đi được không, để mày muốn đi phải không, có tiền đi tao tao đi. Thì cậu chỉ dẫn chơi thôi, biết làm gì cháu mình có tiền. Cái đó còn có 6.000 mà cậu dám cho cậu cho con đi không? Cho đi à, 6.000 mà cho đi đó, lên đây tao cho đi. Thì tính nó chơi thiệt, anh đưa ra tới 6.500 rồi. Thì lỡ cậu làm lớn hứa rồi cho. Từ đó mới đi theo cái lương. Anh theo phụ âm thanh, phụ làm đèn đây nè. Cái tay anh bị giật ba cái lỗ này là anh làm chung với ông tả đèn á. Anh câu sao dính với tấm lô luôn. Ông không tắt cầu dao anh chết luôn rồi. Vợ đó ba lỗ, ba cái này. Coi như là ba. À, ba đó. Siêu lắm nha, kéo âm thanh. Hai cái micro ở đây nè, một cái cầm tay. Đẩy đi nè, cái này nè, giật nè. Hai cái micro nè. Mà tại vì đồng nhà đó thì cũng thông cảm vì là cháu bầu mà. Nhưng mà anh bị nghĩ là cái đoàn Thanh Minh bên cầu Vĩnh Lụa là kinh điển phải không? Lúc đó anh làm âm thanh chung với lại chú Hữu Thình là anh ruột của cô Thanh Nga. Trong đó là anh làm chung với Hải là anh ruột của Hữu Châu là cháu của Thanh Nga. Nhưng mà cái tuồng nó tập trời cả tháng trời mới xong. Rồi lúc nó tập thì tập trung mà sợ lắm. Mà bà ngoại bầu thơ có một cái ngộ này nha. Bất cứ trong đoàn ai cũng sẽ được một cái bao thơ. Nhưng cái bao thơ nó quyết định, một là lên đường, hai là được thưởng. Có nhiều người cầm lên cho cả 100, 10 đồng, 20 đồng à, thưởng con làm xiên mừng quá. Còn anh cũng lãnh được, cũng có lá thơ vậy. Thôi con kiếm gì khác làm đi, đừng có làm không hợp với con cái việc này. Là vì lý do tại sao anh đang kéo micro mà cái thời điểm đó cô Thanh Nga bận cái đồ mà người Bắc gì vậy? Tư Thanh đó. Thế mà cái nón quai thao bự vậy nè. Mà Trung Dân biết kéo là phải kéo làm sao. Kéo quen người ta cái bộ độ dày như đây. Mà kéo đúng như cái mí này nha. Cái mí này nha, nhưng mà xịt xuống chân không được ạ. Kéo con mắt. Không biết Hải giỡn anh gì, chọc lét anh cái. Thiệu cái em dỗ. Đụng vô cái nón quai thao của cô Thanh Nga cái. Thì cái có. Mà biết cái video zoom đụng cái là khán giả nghe liền. Rồi sáng mai anh bị nghỉ luôn. Cái đó lỗi của mình chứ không mà lại hết. Tại mình cái trách nhiệm mình như vậy, mình để cái đêm hát. Mà tự nhiên cái lúc mà đang giữa hai người Thanh Sang với lại cô Thanh Nga đang trao cá mà chẳng đi lên cái đứng thí đó, mà mình làm cái đâm ra nó mất cái nhịp giữa cái truyền cảm giữa hai người. Cái đó là anh cũng phải chấp nhận. Tại vì giờ nếu mà bà ngoại bầu thơ không có cho anh nghỉ, anh cũng tự suy nghĩ nữa. Thế đó là cái trách nhiệm của mình làm sai là mình phải tự nhận nhận mình nghĩ. Cái năm 84-85 hay một cái nhà máy xây lúa mà nằm ở ngoài sân bãi nha. Mình nghĩ đêm mình hát suốt ăn được có mấy ngàn, 6.000. Vậy mà đêm hát được 4 suất. 6 giờ chụp, vừa chụp tối là cậu anh mở màn hát liền. Suất đầu 6 giờ đến 8:30, 2 tiếng.
9 giờ vô 11:30 hai xuất, 12 giờ 2 giờ tới 2 giờ hai xuất, 2 giờ tới 4 sáng luôn, 4 tuần. Mà khán giả ở đâu cũng đông nghẹt tiếc rồi trời ơi, thậm chí mà đổi tựa luôn. Tại vì cái tuần này nắng xuân chảy lối ân tình phải không, là cái mai cái đổi bức ngôn đồ đại diệt, cái bữa kia nó bức họa da người, cái khán giả vô muốn cái tuần này hôm bữa đổi tên thôi. Đổi tên đổi đổi bình thôi nhưng mà rượu cũ. Cái giờ tuần đầu hát có 5-6 tuần hát mười mấy sức, 20 sức làm sao. Rồi đó là anh đang hát, anh đang hài chánh á, nó có cái băng rôn đàng hoàng để cây cười trẻ Bảo Khương nha. Nhưng mà phải muốn được như vậy anh mới trải qua trời, nó phê lắm Trung Dân ơi. Phê sao anh? Đi cái lương, làm âm thanh, rồi làm hậu đài, rồi năm 72 là đoàn của cậu anh sau khi giải phóng rã, rồi mới thành lập một cái đoàn mới là đoàn cải lương Thanh Tú Trang Bích Liễu để cái bản hiệu đồng vàng. Nhưng mà anh không được hát, kéo âm thanh nữa không có, anh cho là quân sĩ. Bỏ âm thanh rồi, rồi bỏ âm thanh rồi. Lên quân sĩ, lên quân sĩ. Vậy là được hát rồi. Không có, chỉ có ra báo 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 mà có thoại rồi. Không có, nhiều khi là dạ chuyện gì bên thành phía Tây bị phá vỡ cái gì nào phía Nam bị đó thôi. Cái thời điểm mà anh nhìn Thanh Minh Thanh Nga cho tới những đồ Trần Hữu Trang trong này, mà để khi mà đồn hát vừa dọn lại chưa có dàn hình nha, của văn trống vẽ đó, Thanh Tú rồi Thanh Nga, Thành Được, Hùng Cường, rồi Hồng Nga, Ngọc Giàu, cho giờ mới cho chừng nào mới có được tấm hình ta hát hề chánh cho đoàn được 3 năm sau. Ông nói đi chụp tấm hình đi Khương, gì vậy đại ca, đi chụp tấm hình đi, ông vẽ cho một tấm hình văn trống là ngoài đoàn cái lương này xa treo lên, qua ngoài xa treo lên, kép chánh Giang Thanh, Tô Kim Ngọc, hề xa Bảo Khương ngay bên luôn, cây cười trẻ Bảo Khương danh hài hề xa ra đứng dậm hình hoảng tới chiều không quên ăn cơm luôn. Tại sao bên hôm nay mình được tấm hình nó quan trọng cái quá trình mình đi. Anh từ một thằng hậu đài xuống bến trống luôn, bến trống cũng mấy năm rồi mới nhảy lên kép độc, bị bệnh mới nhảy lên hát kép độc, hát xong cái người ta không cho bến trống nữa là hát kép độc luôn. Rồi bây giờ anh tự giới thiệu. Dạ vâng ạ, anh tự giới thiệu ạ. Tôi tên là Nguyễn Kim Bảo, năm 1981. Công việc hiện tại của tôi là chạy xe công nghệ 2 bánh. Rồi. Hiện tại anh đang ở trọ hay là nhà của mình? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ. Nè, nhà cửa mình bây giờ đang như thế nào anh? Là mình đang sống cùng với ai? Ở nhà mình đang sống cùng với ai? Hiện tại thì tôi sống một mình. Sống nhà mẹ thì ở nơi khác. Ở hai ông bà ở đâu ạ? Hai ông bà cũng ở gần, cách nhau khoảng 10 cây số. Thôi, anh Kim Bảo có điểm mạnh, điểm yếu gì? Sao em? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh, điểm yếu thì tôi cũng là người đơn giản thôi. Tôi không có gì đặc biệt hết. Mình nói chung là điểm mạnh của mình là cuộc sống nó bình bình vậy đó. Mình cũng không có điểm mạnh, điểm yếu gì hết. Anh từng kết hôn chưa? Chưa. Chưa từng kết hôn. Trước giờ anh có mấy mối tình nào rồi? Có mối tình nào sâu đậm nhất? Nói chung thì mình cũng dễ nhớ mà cũng dễ quên. Thì ngày trước rồi mình cũng có nhưng mà mình cũng quên rồi. Thời gian mà nó cứ tự động quên. Có nghĩa là bọn em đang phỏng vấn là muốn hỏi câu chuyện của anh. Thì anh phải kể chi tiết cụ thể để bọn em hiểu thêm về câu chuyện tình yêu của anh. Trước thì mình cũng có quen một hai người. Thì sau đó thì không có cùng sở thích hay là cùng có niềm vui, cho nên mình tự chủ động mình chia tay thôi. Anh tự nhận xét là theo anh thì lý do mà anh còn độc thân, lý do mà anh ấy là gì? Nói chung thì mình còn chưa tìm được người phù hợp, cho nên mình vẫn còn độc thân. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình cái người phù hợp là như thế nào? Người phù hợp thì nói chung là một người hòa đồng vui vẻ,
trường người đó cũng không có nghĩa là không có yêu cầu gì quá khắt khe, tại vì cuộc sống tôi đơn giản mà, tôi chỉ tìm một người chung niềm vui đơn giản như mình thôi. Anh có trong cuộc sống của anh thì anh có những cái niềm vui đơn giản như thế nào? Dạ, niềm vui đơn giản của tôi là nói chung là bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, tôi là thích đi du lịch bằng xe máy hai bánh đó. Nếu mà tìm được người bạn đồng hành nào thì có cuộc sở thích thì mình làm quen với nhau. Rồi bạn gái mà về bạn gái mà đã từng đổ vỡ hôn nhân có sao không? Bạn gái hồi thực cũng lâu lắm rồi thì tôi không còn nhớ nữa. Không, bạn gái cái mẫu người á, cái mẫu người mà người ta đã từng đổ vỡ hôn nhân đấy thì anh có quen được không? Nói chung thì người ta cũng trải qua rồi, ý là mình chỉ tìm một người bạn nào mà chưa từng kết hôn. Nhưng mà anh sinh năm 1981 mà bây giờ anh tìm một cô sinh năm 1981 chưa từng kết hôn nữa thì làm sao mà nó khả thi được? Thì chương trình thôi, nếu mà chương trình tìm được thì tốt, còn nếu mà chương trình không tìm được thì cũng không sao cả. Có nghĩa là anh vẫn mong muốn là tìm bạn gái chưa từng kết hôn? Vâng, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Kim Bảo nhé. Thì hôm nay là làm quen với anh trước cái đã, xong rồi tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Rồi, cảm ơn anh. Những cái thông tin cơ bản bản thân của mình nha, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhỉ. Có thể có phải theo cái kiểu mà dạ vâng, anh cứ giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình. Ok, mình là tên là Nguyễn Trọng Tân, sinh ngày 23 Tân. Rồi, ok. Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại mình đang sinh sống ở Yên Thành, Nghệ An. Và công việc hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng, thì đang công tác ở tỉnh Thái Nguyên, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, và công tác trong lĩnh vực may mặc. Mình là vừa là nhân viên kỹ thuật, vừa là chất lượng, đảm trách hai cái mảng là chất lượng, kỹ thuật và chất lượng. Được rồi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì nhỉ? Thực ra cái đấy thì cũng khá khó để diễn tả. Nếu mà đi hỏi những cái chi tiết thì biết điểm mạnh, điểm yếu thì không rõ nào. Bản thân anh là một người như thế nào? Mình cũng khá là hòa đồng, vui vẻ, nhưng mà cũng không phải là dễ tính, không phải là câu chuyện gì cũng có thể nói được, mà mình sẽ mất khi mà giao tiếp với những người nào đấy, mình phải nhận định xem là những cái người đấy nó có nói chuyện cùng chủ đề với mình hay không, có cùng tần số với mình không, người ta nói chuyện, người ta giao tiếp như thế nào, mình cũng phải nhìn nhận đánh giá, chứ không phải là ai nói chuyện. Thì thông thường thì qua những cái tiếp xúc ban đầu mình sẽ có những cái đánh giá về những cái đối tượng mình muốn tiếp tục cái mối quan hệ đó, hay là mình sẽ không có nói chuyện với người đối phương. Nhưng mà như vậy thì có phải là kỹ tính quá không? Cũng không phải là kỹ tính, tại vì là dễ giao tiếp, chứ không phải là khó giao tiếp, không phải là khép kín, không phải sống khép kín. Rồi, cũng dễ giao tiếp. Thế theo anh đánh giá thì cái lý do mà anh vẫn còn độc thân đó là gì? Cái này thì cũng khó nói lắm, tại vì là đôi khi là do một phần là từ gia đình, một phần là từ cuộc sống. Trong cuộc sống thì nó có những cái ví dụ như là cái điều kiện kinh tế mình cảm thấy mình chưa có
được những cái điều kiện kinh tế nó đủ tốt để mình có thể mà bắt đầu một cái cuộc sống mới, cuộc sống có đơn gia đình. Bên cạnh đấy là có một phần nữa là tác động từ phía gia đình, là ví dụ trước đây mình cũng có bạn gái rồi, cũng có người yêu, và về phía gia đình cảm thấy là chưa không phù hợp, nên là bị từ chối. Cho nên là mình một phần là mình cũng không quyết đoán, chưa quyết đoán, cho nên là à, dạ xin lỗi anh, dạ anh Tâm ơi, hiện tại là có một mà anh đang phỏng vấn á, thì khoảng 10 phút nữa chương trình gọi là anh Tâm nha. Anh Tâm thoát cuộc gọi giùm em với ạ. Thế cái mối tình đấy là hai anh quen, anh chị là quen nhau trong bao nhiêu lâu? Bọn mình quen nhau trong khoảng bao nhiêu nhỉ? 5 năm. 5 năm. Từ năm, 2015 cho đến năm 2020. Nhưng mà về phía gia đình nhà mình là không có ưng cô gái đó. Đúng, đúng, đúng ạ. Lý do là gì ấy? Thứ nhất thì là khoảng cách nó xa. Thứ hai là cũng có một số, ví dụ người lớn tuổi ấy, họ đánh giá con người qua cái hình thức bề ngoài, qua cái hình thức bề ngoài đôi khi là con mình là thích đấy, nhưng mà bố mẹ thích thì đôi khi là đấy. Rồi ok, bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một người như nào. Alo, anh mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Mình đang cần một cái tìm hiểu cái bạn nào đấy. Thứ nhất là cùng quê thì càng tốt, mà không cùng quê thì đến tầm này thì không quá quan trọng cái việc đấy nữa. Nhưng mà cái lý do thứ hai quan trọng hơn là cái người mà đồng hành với mình thì có thể chia sẻ với mình những cái nhiều thứ trong cuộc sống, ví dụ như là những lúc khó khăn đôi khi là khó khăn về vật chất, đôi khi cũng nó cũng là khó khăn về cả cái tinh thần, thì là muốn cái người đồng hành là mình chung vai với mình để vượt qua được những cái khó khăn đó. Công việc nghề nghiệp tuổi tác rồi. Alo. Công việc nghề nghiệp tuổi tác rồi. Công việc của bạn đó thì chung là có công việc là được, chứ còn về cái phân biệt công việc gì với công việc gì thì cũng khó nói lắm. Tại vì mỗi người người ta có một cái sở trường, có một cái khả năng riêng của người đó, cho nên mình không phân biệt công việc gì cả. Rồi, tuổi tác. Về tuổi thì mình hy vọng tìm được người từ khoảng 90 đến 99 độ lại, cũng không đến mức 2000. Rồi. Bây giờ là anh muốn kiếm vợ là ở Nghệ An hay ở Thái Nguyên thì hợp lý hơn? Em mình thấy thì không quan trọng, bây giờ không quan trọng cái đấy nữa. Rồi. Ok. Chị mong muốn rồi. Dạ anh ơi, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen, nên cái này thì hiểu những cái thông tin cơ bản về bản thân của anh nhé. Okay. Sau đó thì biên tập sẽ tìm kiếm những người mà phù hợp với lại một số những tiêu chí của anh trước đã. Sau đó thì bọn em sẽ làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhé. Ok. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình. Dạ rồi, cảm ơn anh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.